Lúc này vô chiến dịch truy quét tệ nạn rồi, mình cũng bị truy quét theo nữa. Từ Lăng Ông Bà Chiểu chạy về tới đây không còn hồn vía nào hết trơn. Cuộc đời tôi đi coi bói tôi sợ nhất hai chữ công an. Trời ơi, công an hả? Công an hả? Chạy. Thôi tôi không lấy tiền nữa. Thôi chạy đi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, công an. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, bởi vì tôi nói công an. Trời ơi, chết rồi. Tôi nói làm ăn nó khó khăn gì đâu á nha. Tôi nói bởi vì trời ơi, chết luôn. Trời ơi, công an đâu? Công an đâu? Công an đâu? Mới nghe nói công an nè. Tôi mới nghe bà nói công an đâu. Công an đâu. Thôi đi bà. Trời ơi, hú hồn đó. Cái đầu la vô đây, chạy vô. Công an. Làm người ta hết hồn với bà nội. Trời ơi, nghĩ sao mình vừa kêu mình bà nội. Trời ơi, sao mình vừa bà nội đó hả? Nhìn kỹ lại cái mặt tao còn trẻ hơn mặt má mày nha. Ê, nói chuyện không xúc phạm tới người lớn nha. Ủa chứ tại sao kêu tao bà nội sao vậy? Tại sao lại kêu tao bà nội là sao? Ha, cái này đâu phải bà nội đâu. Cái này là bà bóng đó, là kêu mình bà bóng đi mà hả? Ê, trời ơi, bà bóng sao mày bóng sao bóng tao căng hết của anh chị anh chú tím cô gì cậu mợ nội bà nội mày tao nha tao nuốt mày nhả ra ông sơn mày sơn sẵn mày sẵn mày nha tao nuốt mày nhả vô không nói tao bà bóng hả cô hồn cắt đà mới nói câu lạnh kiểu xối xả với mặt ta vậy sao bóng bóng không phải là con người sao ha bóng cũng là con người vậy quên vậy chứ mình biết kêu ấy bằng gì vậy tại sao không biết kêu người ta bằng tên đi đúng rồi kêu tên nó lịch sự hơn ấy ơi ấy tên gì hỏi lại đi dẹo quá ấy ơi ấy tên gì Việt Trinh trời ơi trời nghe cái Việt Trinh đứng không nổi luôn trời ơi thấy cái tên điện ảnh ta nổi tiếng quá cái bà ăn cắp bà bắt trước modem giờ vậy nè ai nói mày tao ăn cắp tao nói cho mày biết cho mày cái tên Việt Trinh là má tao đặt cho tao hồi còn nhỏ xíu vậy nè má tao nói đặt cho tao cái tên Việt Trinh là có ý nghĩa lắm đó ý nghĩa là sao má tao nói tao là người con gái ngây thơ còn trinh trắng lại như nổi mày ê mày lại như nổi ê chở tao làm ăn tới đây tự nhiên mày là bộ mày nói công an quan mày chọc ghẹo mày tính nhục ghẹo tao xin lỗi mày cho mày biết mày đừng thấy tao phụ nữ chân yếu tao này mày muốn làm gì làm cỡ mày tao nói xét đẹp luôn hay giải bạc rồi mất dài trời ơi trời mai đi coi bói chứ không coi ngày nè xin lỗi bà nha đừng có nói địa bàn này của bà tôi nói thẳng cho bà biết là 100 người bán vạn người mua trời mày làm gì thầy bói trời ơi nhìn tướng thầy bói thì ghê phải rồi ghê xin lỗi bà cái chuyện ghê không thành vấn đề nhưng mà tài năng ai hơn ai chưa biết tôi nè biết coi tướng coi tai coi bài coi mắt trời nó nổ dễ sợ biết coi tướng coi tai coi bài coi mắt đúng ê nói nghe nè thí dụ như có người nào đó người ta đến người ta xem bói mà người ta bị cục hai tay hết mày coi bằng cái gì chỉ chân sao người ta bị cục hai chân mày coi bằng cái gì nút ruồi rồi đó thí dụ như có ai bị phỏng toàn thân phỏng từ trên xuống dưới mày xem bằng nút gì thì cái nút không lẽ mày banh nút áo người ta ra mày coi vậy đó ai bất lịch sự như bà vậy trời đất ơi trời vậy chứ theo bà coi bằng cái gì trời đây nè cưng năm nay mà coi chỉ tay chỉ chân là xưa rồi chị xem bói bằng cái này nè cưng trời ơi coi có sách có vở hay quá vậy ta chứ sao cho mượn được không nè cho mượn nè rút kinh nghiệm trời ơi có lý quá ta ơi y hay ấy ơi lộn rồi tập nhạc má ơi đó mình xem bói bằng âm nhạc là sao có nghĩa là người nào đến xem bói mình chỉ cần cầm tập nhạc rồi thôi lật ra chúng bài nhạc nào mình nhìn vào nội dung bài nhạc đó mình sẽ đoán được tương lai hậu dẫn quá khứ của người đó qua bài nhạc ồ quá phức tạp mình chưa hiểu hết chỗ dễ vậy có gì đâu mà không hiểu có nghĩa là người nào đến xem bói mình chỉ cần cầm tập nhạc rồi thôi ha lật ra chúng bài nhạc mình nói ví dụ như là bài nhạc cây cầu dừa tương lai sẽ về Bến Tre nạo dừa sao tự nhiên nhỏ đang ở Sài Gòn đưa tuốt về dưới quê cha nội thì về dưới quê mới có cái cầu dừa để nhìn còn ở thành phố có cầu công cộng không mà nhìn không nhìn trời ơi ghê quá đại khái nhìn cầu quá thôi vừa phải thôi tự nhiên là nè bây giờ tôi nói cho bà nghe nè bà nói bà coi là âm nhạc tôi không có tin đâu không đơn giản để tôi tin đâu bây giờ tôi thử tay nghề bà chịu không ngày xưa tôi làm nghề gì ngày hôm nay bà nói đúng tôi mới sợ tôi mới nể rồi bây giờ lật đi lật cho mình bói cho nghe lật trong này phải không ê nhưng mà lật đại hên xui không có dao lựa nha rồi ngày xưa tôi làm nghề gì nó đúng tôi mới sợ bà nè rồi có rồi bài gì đó trái tim không ngủ yên trái tim không ngủ rồi tao đón biết ngày xưa mày làm nghề gì rồi nghề gì ăn trộm sao mà biết tôi làm ăn trộm trời ơi thì có gì đâu sau khi ăn cắp đồ của người ta cái xong xuôi cái đem về nhà giấu sợ công an tới bắt cái trái tim lúc nào đập vịt nó đâu có chịu ngủ đâu mới lật chúng bài nhạc trái tim không ngủ yên dạ con nói thiệt con giờ con xin phép với gia đình con xin thưa với bà là sư mẫu bà sư mẫu hả dạ mẫu ơi con sao? Hồi xưa làm nghề ăn trộm thì con hoàn lương rồi bây giờ con đi coi bói mà con thấy có người cao siêu hơn con không muốn làm nghề thầy bói nữa mẫu ơi giờ mẫu coi con tương lai con đổi nghề được không
nhưng mà phải tin tưởng mới được nha. Chứ nếu không khéo đó hả, là tầm bậy tầm bạ, lỡ trúng bài nhạc không như ý nguyện đó hả, là tương lai sẽ bị thúi hẻo đó. Là sao? Có nghĩa là giống như mình không tin tưởng, mình tới mình chọc phá người ta, mình lật tầm bậy tầm bạ, lỡ trúng bài nhạc, kiếp đỏ đen. Tương lai của mày sẽ đen như mõm chó mực, nó đen thui hả. Là món ăn việc gì mà lớn lắm, hàng ngày chỉ bán hết gánh chè đậu đỏ đậu đen. Vậy hả, tệ dữ vậy hả. Bây giờ con khấn, thành tâm khấn nguyện nha. Nha, bây giờ trước khi xem bói đó là phải gái để mẫu chỉ cho con gái nha. Rồi. Con gái 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn, con dài sọc. Câu này lạ dữ ta. Rồi. Câu này mới nè, câu này mới linh thiêng nè. Đứng lên gái cho ta. Dạ đúng rồi. Dạ con cầu xin 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn, con méo xẹo. Trời ơi, con dài sọc. Dạ con xin 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn, con dài sọc. Dài cỡ con được rồi, đừng dài hơn nữa. Cho tôi tương lai con đổi nghề được không? Có rồi mẫu ơi. Bài gì đó? Tóc em đuôi gà. Hả? Trời ơi, tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa rồi. Mày lật trúng bài gì? Tóc em đuôi gà. Không lẽ tương lai mày rồi đây sẽ làm gà? Gà gì? Gà móng đỏ. Đừng, bà đừng bắt tôi đứng đường, tướng tôi đứng đường nhiều người ọc sữa. Trời ơi, nói nghe nè, bây giờ hát đi mẫu biết nội dung, mẫu biết bói được chứ? Dạ. Hát đi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố đông người qua, chờ rồi, anh ơi. Biết rồi. Bài này vui quá Vui cái gì, người nào lật trúng bài này là xui lắm đó. Sao? Bài này nói về vấn đề tai nạn giao thông nè. Thường người ta giao thông ở ngoài đường người ta để ý cái gì? Người ta nhìn xe. Còn cái mặt này nè, cái mặt này dại gái lắm, không để ý đến xe cộ, chỉ để ý đến cô gái có mái tóc đuôi gà, thành thử ra bị xe đụng đó. Vậy hả? Mới chở vô nhà thương chở rẫy, băng bó cái giọt cái tay, băng bó cái mình cái đầu, con mắt nó lòi ra ngoài. Đủ rồi, coi bói gì không thấy vậy, tội nhiên trù người ta vô bệnh viện là sao? Trời ơi, không có phải cái quẻ hiện lên sao mình nói vậy? À vậy hả? Trời, đừng cãi rồi. Mẫu nghe dạ, chưa? Dạ rồi. Dạ con bây giờ lần tiếp bài thứ hai đi, gái cho tai qua nạn khỏi. Dạ con cầu xin 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho con được tai qua nạn khỏi, cho con tương lai con đổi nghề đi. Trời ơi mẫu ơi, trời ơi bài này mình có tình yêu mẫu ơi. Bài gì đó? Sa mạc tình yêu. Sa mạc tình yêu, sa mạc. Trời ơi, không lẽ cái quẻ nó ứng lên, nó nói thằng này sang qua Pakistan, lấy cái nhà lên thử cho vui rồi. Được không mẫu? Ai được đó nha. Tổ chức đám cưới ở Kim Tự Tháp có nhiều nhân vật tới dự lắm đó. Ai? Lạc đà. Trời ơi đã quá. Trời ơi, hả cái gì vậy? Trời thú vật không vậy? Trời ơi, đừng có bực mình mà xem bói bực mình, quẻ không có linh. Dạ. Bực mình hoài, hát đi. Mình biết cái nội dung mình bói cho. Đi giữa sa mạc mênh mông. Rồi biết rồi đó. Bài đầu tiên là nói về tai nạn giao thông. Bài thứ hai là đi giữa sa mạc nên mắt. Có nghĩa là bài này sắp sửa đi xa đó. Chỉ cần một bài nữa thôi là sẽ có đáp án, sẽ biết được tương lai hậu vận của mày làm cái gì liền. Vậy hả? Giái đi nè. Ú là đi xa. Dạ con cầu thế mà. Ôi ôi mẫu ơi, mẫu coi đúng hay quá mẫu ơi, con sắp đi xa. Đi đâu đó? Đài Loan. Mày lật bài gì? Cao sáng xin. Cả sáng sinh. Sao nên đi hả? Chưa hòa chờ hòa chờ phố giá. Hòa đen. Chưa là chưa giá chinh tầm khổng ủng ý xí tự bảo giờ. Chưa hòa giá chân tầm hòa giá xí chỉ chuyển hòa hóa hòa giá hòa giá chưa. Là cái gì? Không biết. Mẫu chơi kỳ vậy mẫu. Mẫu chơi ác quá vậy mẫu. Trời ơi trời, tôi lộn kiếm ra tôi dò gần chết rồi, coi đã rồi không biết là sao mẫu. Nữa đã mình nói biết bao nhiêu mình nhắc nhở hoài, xem bói đừng có bực mình quẻ qua lưng. Hát đi mình bói cho nghe mà cứ bực mình qua lưng. Dạ. Rồi con hát rồi mẫu ơi. Ê, nó nghe là mày hát hay mày ngủ vậy? Hát. Hát đi. Mà không biết ca. Ủa sao vậy? Nhạc qua lời Việt E này mình không biết. Trời ơi, vậy là có nghĩa là không biết hát bài nhạc. Dạ. Thôi được rồi, để mà mẫu vừa hát là mẫu bói luôn cho ha. Rồi, cảm ơn mẫu nhiều. Ê, nói nghe nè. Dạ. Bây giờ là mày muốn thưởng thức tao hát lời qua hay lời Việt? Lời Việt cho dễ nghe. Trời ơi, dễ sợ lời qua, tao biết tao con này đó. Biết sợ cái gì cũng gặp may mắn hết trơn. Giờ tao hát ha. Trong giây phút chia tay. Không có trong. Tiếng này cha tròn lời thề, non sông ơi xin thề sang mang chiến công về trên quê hương yêu dấu. Rồi có đáp án rồi. Bài thứ nhất là nói về tai nạn giao thông. Bài thứ hai là sắp sửa đi xa. Bài thứ ba là chia tay. Có nghĩa là trong cái quẻ nhạc này nói gia đình của mày rồi đây sẽ đưa mày ra ngoài sa mạc chôn mẹ ngoại á.
trời 11 giờ rưỡi trưa cái bắt đầu hạ nguyệt mày xuống dưới mày làm ăn với mấy ông đầu trâu mặt ngựa với cá lắm đó nha. Trời ơi sao làm mình hết hồn hoài vậy. Mà vừa phải thôi, bà coi bói cho người ta mà trùng người ta chết không à. Còn đi ra đưa ra sao mạc chôn. Trời ơi làm gì đi ra ngoài đó xa vậy. Tầm bậy quá. Cái quẻ nó hiện lên sao mình nói vậy. Vậy hả? Nè, bây giờ nè, bây giờ để cho biết rõ hơn nữa, bây giờ tuổi gì nè. Bây giờ con tuổi gì nói cho con biết coi. Con xui lắm hả mẫu? Xui lắm. Con tuổi Tý. Tuổi Tý phải không? Dạ. Tuổi Tý mà năm nay năm Dậu Tý phải không? Dạ. Tý sửa mẹ tình tiện con mùi thân dậu cướp giật. Tý sửa mẹ tình tiện con mùi thân dậu tức ổn. Hợi. Tý sửa mẹ tình tiện con mùi thân dậu tức ổn. Hợi. Hợi tên má tao. Trời ơi con xin lỗi dâm hồn má, tao không phải tại con, má tha thứ tội cho con. Chắc má dưới suối vàng má nhảy mũi lắm, má tao tin hỏi mày biết không? Coi tuổi tí mà năm nay năm Dậu. Trời ơi chết rồi nha. Sao? Mày bị tam tai, dạ. Năm nay mày bị sa la hầu chiếu mạng đó. Trời xui vậy hả? Trời ơi bây giờ nè, để tao nói này cho kỹ nha. Kỹ tao coi, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch là trắng kim, bạch kim, bạch trắng năm nay. Nhớ nè, mùa mưa tháng mưa mà nhất là những ngày trời đổ mưa. Đừng có bao giờ mặc đồ trắng ra ngoài đường nghe không? Tại sao? Sình văn dơ. Ôi hay quá. Mặc đồ trắng mà đi với cái gì vậy bà? Trời ơi trời, bà nói chuyện tôi nghe rút cuộc cũng quầy vốn không là sao vậy? Trời ơi, mà mẫu nói đúng không? Dạ đúng. Mẫu nói đúng là phải nghe lời mẫu nghe chưa? Dạ, mẫu nói trật thì hãy cãi. Dạ. Còn bây giờ cái quan trọng là phải cúng để giải hạn. À, kiểu như là của đi thay người phải không mẫu? Đúng rồi. Nhưng mà con biết nhờ ai cúng giờ mẫu? Trời ơi thì nhờ mẫu nè, mẫu cúng giùm cho. Ủa bói à, cúng luôn hả? Cái xác này có nhiều cái dông phái dựa lắm. À vậy đó hả? Ừ. À, rồi. Mình chỉ cần 500 ngàn thôi là cứu mạng người đúng không? 500 ngàn mình sẽ mua bông hoa trái cây nè, giấy tiền vàng bạc nè, bộ tâm sơn nè. Đó. Rồi heo quay về thịt bánh hỏi nữa phải không? Dạ. 500 ngàn mà cứu mạng người đó là mình làm phước thôi chứ mình đâu có đặt vấn đề tiền bạc đâu. Dạ. Mà cái này chỉ có 5 ngàn à. Ủa sao có 5 ngàn còn mất hết 2 số 0 rồi? À, ủa vậy có 5 ngàn thôi đó hả? Còn có nhiêu đó hả? 5 ngàn hả? Được không? Được. 500 ngàn thì chết toàn thay, còn 5 ngàn chết banh xá. Trời ơi, nghĩ sao xem thường thánh thần có 5 ngàn đủ tiền mua bán nhà Thái Lan đó, xem thường cô ba nhiệt kinh quá à. Bởi vì thật á, coi giận luôn đó, mình giận luôn đó. Cô ba, cái gì? Ơi, cô ba. Giận luôn nè. Nhưng mà cô ba ơi, trời ơi, cô ba. Tại sao lại đưa cho tôi cái 5 ngàn mà chỉ có đúng là sao? Tôi nói cô ba nghe nè, cô ba đừng có giận mà. Trời ơi, để tôi kể hết cho cô ba nghe, tôi nói cho cô ba nghe nè. Trời ơi, chút xíu nữa tôi đi coi bói, tôi cũng đem theo tiền. Chút xíu nữa tôi về nhà, cái tôi lấy tiền tôi đưa cho cô ba. Cô ba biết không? Tôi tin tưởng cô ba tuyệt đối lắm đó. Mà cô ba biết tại sao mà tin tưởng không? Tại sao tin tưởng mình? Tại vì danh tiếng của cô ba đã vang danh trên chốn giang hồ coi bói đó. Trời ơi tiếng tâm nổi lắm đó. Nè, cách đây mấy tháng á, cô ba có coi cho một người mà người ta nghe cô ba bói xong rồi người ta về, người ta nói hay quá, người ta đồn riết là tôi phải đi kiếm cô ba, mà hôm nay gặp cô ba đó. Vậy đó hả? Người ta đồn sao mà mình có bói cho ai vậy? Cái thằng đó nó bán hủ tiếu gõ. Đó ngồi trước tôi kể qua ha. Bán hủ tiếu gõ, cái cô ba coi bói cho nó, cô ba kêu nó đổi nghề đi sẽ được nổi tiếng đó. Nhắc cái vô hiểu hủ tiếu gõ mình mới nhớ đó, nó đang bán cái xe hủ tiếu gõ phải không? Cái đó đến nó xem bói mình, nó lập ra cái bài nhạc cái mình kêu nó đổi nghề đi, cái nghe lời mình nó đổi nghề. Rồi nó kêu mình tới đây làm phép á, nó đưa mình 5 triệu mình bảo đảm với nó nổi tiếng. Bây giờ nó nổi tiếng rồi phải không? Không. Ủa sao vậy? Nó đâu có nổi tiếng đâu. Ủa mà mày với gì với nó mà tại sao mày biết hay quá vậy? Tại biết ta là mày là ai vậy? Hủ tiếu gõ. Hả? Ủa mày là thằng hủ tiếu gõ hả? Đó nè. Ủa sao đó mày mập lắm, giờ mày ốm như mắm ngắt vậy? Ốm là tại mày. Ngồi xuống đây đây. Giận mặt cái tao hả? Ủa, sao mày nói giận mày lắm nha, tức mày lắm nha. Mày lường gạt tao hả? Tao kêu tao đưa mày 5 triệu mày làm phép cho tao nổi. Nổi đâu tao không thấy, tao 65 kg, tao tuột còn có 42 kg, tao nổi tao tuột mày. Nhưng mà hồi đó tao coi cho mày bài nhạc gì mà mày làm nghề gì? Mày kêu tao lật bài, tuột lật trúng bài kiếp cầm ca. Rồi thì mày đang bán hủ tiếu gõ đúng không? Đúng. Mày lật bài nhạc kiếp cầm ca thì kêu mày đổi nghề gì? Tao đi học làm ca sĩ. Trời ơi, vậy không nổi tiếng là phải rồi. Tại vậy chứ tao hỏi mày kiếp cầm ca là nghề gì? Là cái kiếp của mày cầm cái ca đi ăn xin. Ê, chơi kỳ vậy, chơi kỳ cái gì trời ơi, bởi vậy tao nói mày nghe nè, mà khi mày cầm đi ăn xin á, có mấy nhà báo á thấy mày đi ăn xin, mà ăn xin mà chụp giật có người nước ngoài ngoài đó, người ta mới chụp hình mày đó, cái người ta đưa lên báo với ông mày mới nổi tiếng. Nín mày. Tao nói cho mày biết nha, đối với những người giàu có 5 triệu là người ta coi chuyện bình thường, còn đối với những người hủ tiếu gõ như tao 5 triệu là cả một gia tài, thì mày đừng ăn nói lật lọng với tao. 5 triệu mà mày không đưa tao thì mày coi chừng tao nha. Chừng mày làm gì mày nha? Bộ mày tưởng đâu mày muốn nói du khống mà du khống là mày biết mang tội gì không? Mày xin lỗi, tao lấy mày 5 triệu hồi nào, bằng chứng đâu, bằng cớ đâu, mày làm không... sao tao nhớ
được, tao không nhớ, tao nói không nhớ, mày làm cái gì tao? Giờ tao đưa cái cho mày nhớ. Tao nhớ cái gì? Mày có bằng chứng gì cho tao? Trời con chuột, trời con chuột, trời tại sao mày biết tao sợ chuột? Mày nhát tao, trời ơi, sao không biết? Lỡ nhà tôi coi bói thấy chuột chạy qua xỉu, ngày mai tao đưa bói ra. Thôi, mày nhét con chuột mày vô đi, cái đầu con chuột mày nó lúc lắc tao sợ. Nhét cho hồi ghê quá hả? Ghê quá. Nhét vô đi, nhét cho đừng móc. Bây giờ tao có con chuột, tao yêu cầu mày một vấn đề, mày chịu không? Vấn đề gì? Trở về làm con trai bình thường cho tao coi. Tí Đực thì lấy tên Tí Đực, mày đặt lấy tên Diệt Trinh. Sợ thì trai không? Mày trai không? Cứng lên coi. Cứng lên nè, tao cứng lên rồi nè, tao cứng lên rồi. Tao là con trai nè, tao bước là con trai. Tao bước nè, con trai nè, tao cứng lên rồi, tao cứng lên rồi. Trời ơi, giấc một cái nè, giấc một cái. Mày đặt nữa ha. Mày nhớ cái gì mày nói cho tao nghe. Nhớ. Mày nhớ cái gì? Nhớ hãy nhớ lời cha sống, cho nên người và xin con chớ bao giờ dối gian. Cha ơi, lòng con vẫn nhớ. Tiếp. Hết. Em thuộc có như đó. Em sao chơi đảng hậu quá vậy? Em thuộc như đó phải không? Dạ. Bây giờ theo tôi về công an phường được chưa? Đi.